Chùm buôn siêu xe Phan Công Khanh tiếp tục bị tố lừa đảo, tiền giảm hoa khai trường vẫn nợ. Công an Hải Dương bắt kẻ sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh. Nỗi đau xé lòng vụ ba học sinh cùng tử vong vì đuối nước. Sắp đầu giá hơn 153.000 biển số ô tô, có cả biển số siêu đẹp. Bất ngờ sập mái nhà thi đấu trường học ở Trung Quốc, ít nhất 10 học sinh bị mắc kẹt xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với báo sức khỏe và đời sống chúc quý vị tuần mới làm việc hiệu quả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những thông tin đầu tiên liên quan tới chùm buôn siêu xe phan công khanh xuất hiện trên mạng xã hội khoe tiền bạc rủng rỉnh cuộc sống chịu chơi và được dân mạng tung hô như idol bất ngờ sau khi bị công an bắt sự thật về chùm buôn siêu xe dần được lộ sáng thì ra đó chỉ là cái mác được Phan Công Khanh dùng để che đậy bấy lâu. Hiện tại ngoài việc bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Khanh còn nợ như chúa trộm, như tiền hoa khai trương lẫn tiền xe cầu, tiền nhung kính sửa chữa. Mới nhất trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Vụ bắt giữ chùm siêu xe Phan Công Khanh, thêm nhiều nạn nhân tố bị lừa hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân, tố cáo Phan Câu Khanh cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến nay, công an đã tạm giữ 8 siêu xe. Sau hơn 10 ngày bị bắt khẩn cấp, Phan Câu Khanh tức Khanh Super, sinh năm 1994, ngụ quận 7, bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 4 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng bị khởi tố bắt tạm giam với Khanh, Muhammad Dafa, 27 tuổi, quê An Giang, nhân viên trong showroom K-Super. Anh này bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ đơn tố cáo ban đầu của chị LNTH, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an phát hiện thêm nhiều nạn nhân của chủ buôn siêu xe Phan Cầu Khanh. Và có lẽ một số nạn nhân như bà bán hoa, ông sửa nhôm kính, bác lái xe cẩu, khanh đều dùng chiêu xin nợ lại. Cụ thể, bài viết của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có đoạn Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo của anh ca ngụ thành phố Hồ Chí Minh về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe với số tiền hơn 100 triệu đồng. Và chị B ngụ Hà Nội trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trường. Chưa rõ độ giàu có của Phan Công Khanh thế nào, mức độ chịu chơi ra sao, hay thường khoe khoang, có xe tiền tỷ thế nào Nhưng ngay đến cả tiền tra đá vỉa hè như hoa khai trương cũng nợ đến trăm triệu, chưa kể đến số tiền lặt vặt khác chỉ có vài chục triệu Vậy đủ hiểu lúc này là giai đoạn đường cùng của Phan Công Khanh Đến bây giờ câu nói, nghèo thích khoe, giàu thích che vẫn có giá trị Đáng chú ý, chị LNTH 32 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh, người viết đơn tố cáo Phan Công Khanh chỉ là nạn nhân đầu tiên bị lừa chiếc xe trị giá 10 tỷ để Khanh cầm lấy 2 tỷ trả nợ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của anh P, ngụ tỉnh Kiên Giang, tố Phan Công Khanh bị đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu Brabus 800, biển số 68A 27350 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P để trưng bày tại showroom của Khanh trong ngày khai trường ngày 8 tháng 6 năm 2023. Sau đó đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho anh PHL ngụ thành phố Hồ Chí Minh để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của anh LTS, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang, tổ cá Mohamed Dafa, sinh năm 1996, đàn em của Phan Công Khanh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, tháng 1 năm 2023, Mohamed Dafa giới thiệu anh S mua một xe ô tô BMW kép biển số 72A60602 với giá 1,8 tỷ đồng. Anh S cho anh T đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên. Đến tháng 4 năm 2023, Dafa liên hệ với anh S mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại. Anh S đồng ý và nói với Pha, nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh S biết để chốt giá và Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên. Sau đó anh S gọi điện thoại cho Pha, nói tình trạng xe có bán được hay chưa thì Pha nói dối với anh S là xe vẫn đang được Pha sử dụng đi lại hàng ngày, nhưng thực tế Pha đã mang chiếc BMW đi cầm cho anh H lấy 1 tỷ đồng rồi bỏ mặc, không trả tiền cho anh H để chuộc xe về. Thông qua báo chí anh S biết Khanh Pha bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nghi ngờ Pha đã đem xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác. Quá trình tìm hiểu anh S phát hiện Pha đem xe ô tô BMW biển số 72A 60602 đi cầm cho anh Hát lấy 1 tỷ đồng nên làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, thời điểm này, Phạm Công Khanh ngoài chiếm đoạt chiếc xe trị giá 10 tỷ cắm lấy 2 tỷ, chủ buôn siêu xe còn mượn xe để trưng bày rồi đem đi bán chiếm đoạt luôn 24,5 tỷ. Không những thế, đồng bọn của Khanh còn đem cầm cố một xe sang 1 tỷ lấy tiền ăn chơi. Cùng với đó, Khanh còn nợ như chúa trổm tiền sửa chữa showroom, tiền khai trương, tiền hoa, nhôm kính, xe cẩu với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Do nghèo nó như một cái vòng luẩn quẩn, Ai đứng ở vị trí thấp cũng đều muốn leo cao hơn. Khi đã leo cao rồi thì lại muốn cao thêm nữa, thêm mãi. Và một điểm thú vị là người giàu thật thì họ không có nhu cầu khoe khoang. Chỉ những người thiếu tự tin mới nổi mới có nhu cầu muốn người khác biết mình giàu. Việc khoe giàu trên Facebook hoàn toàn không sai vì đó là trang cá nhân của người đó. Tuy nhiên, cứ liên tục khoe giàu như vậy thì cũng chẳng khác gì thạch sùng, chẳng biết cái mẻ kho của mình ở đâu để mà hài lòng với hiện tại. Hiện nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ai nạn nạn nhân của Khanh và Pha hãy đến phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh số 459 Trần Hương Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo hỗ trợ điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, ngày 24 tháng 7, bước đầu công an tỉnh Hải Dương đã bắt đối tượng Trần Văn Đức là hung thủ của vụ án sau 5 giờ truy bắt. Đồng thời cũng đã xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát nhanh bị đồng nghiệp sát hại tại cánh đồng ở thị trấn Thanh Miện. Trưa ngày 23 tháng 7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Nạn nhân là chị Bùi Thị Thúy Hát, sinh năm 1994, trú tại huyện Ninh Giang, làm nhân viên công ty chuyển phát nhanh. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương, mất máu cấp. Ngay sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Miện tiến hành xác minh điều tra bắt giữ hung thủ gây án là Trần Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại khu Phủ Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện sau 5 giờ gây án. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị Hát làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng, Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng ngày 23 tháng 7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều trị hát ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngược trái và tay khiến chị hát tử vong, đồng thời lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chưa biết số tiền đức nợ công ty là bao nhiêu, nhưng dù có lớn tới cỡ nào cũng không thể đem tính mạng người khác ra đánh đổi. hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Đã ba ngày trôi qua, nhưng không khí tăng thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ, có 3 học sinh cùng tử vong vì đuối nước, khiến ai cũng quặn lòng xót xa. Dù rất đau lòng, nhưng gia đình các em vẫn phải ngậm ngùi cay đắng, chấp nhận sự thật mất con. Ngày 21 tháng 7, ba em nhỏ gồm R. Com Hờ Diếu sinh năm 2016 học sinh lớp 1, R. Mahim sinh năm 2012 học sinh lớp 4 và Siêu Hy sinh năm 2013 học sinh lớp 4 cùng trường tiểu học Kim Đồng, xã Le, huyện Chư Pư theo cha mẹ đi chăn bỏ thuê. Sau đó các em đã cùng tắm tại hồ chứa nước thuộc địa bàn xã Ia Bở Lứ, huyện Chư Pư. Sau khi không thấy các con đầu, người nhà vội đi tìm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện ba nạn nhân ở dưới hồ nước. Ngồi bần thần bên cạnh quan tài của người con gái Rơ Ma anh Siu Rai, làng Puối Lốp, xã Iale, không giấu được nỗi đau quá lớn vừa ập đến với gia đình mình. Anh Siu Rai đau đớn kể, gia đình tôi có ba người con, đứa lớn Rơ Ma Bờ Rên, sinh năm 2004, đứa thứ hai là Rơ Ma Bờ Le, sinh năm 2007, Rơ Ma Hờ Lim là con út, Hai vợ chồng tôi lo làm dẫy quanh năm, ai kêu gì thì đi làm nấy để nuôi ba con nhỏ đang tuổi ăn học. Trong lúc hai vợ chồng tôi đang bơm thuốc cỏ cho rẫy mì thì nghe người dân trong làng chạy đến báo tin con mình bị đuối nước. Tôi vội chạy về, khi đến nơi thì thấy các cháu đã nằm bất động trên bờ hồ. Cũng theo anh Sirai, từ khi xảy ra chuyện đau lòng vợ anh ngất lên ngất xuống và chưa thể chấp nhận được sự thật. Anh Sirai nghẹn ngào. Vợ chồng tôi chăm lo làm lụng để nuôi các con ăn học. Ấy vậy mà giờ đứa con gái của gia đình tôi không còn nữa. Hoàn cảnh gia đình anh Sirai rất khó khăn, nuôi ba con đang tuổi ăn học. Khi nghe hung tin xảy ra với vợ chồng mình, hàng xóm láng giềng đến quyên góp giúp đỡ cho gia đình lo hậu sự cho cháu. Chỉ cách nhà anh Sirai khoảng hơn 200 mét, căn nhà nhỏ cấp 4 của chị Rơ Com Hở Hít, mẹ của cháu Rơ Com Hở Díu, cùng làng Pối Lốp, có rất đông người dân đến trợ giúp lo hậu sự cho cháu bé. Dù dựa mê quan tài của đứa con do mình đứt ruột sinh ra, mấy ngày nay chị rờ hờ hít đã không còn đứng vững. Giọng chị nấc nghẹn, thường ngày tôi đi chăn bò, cháu thì ở nhà chơi cùng lũ nhỏ trong làng. Nhưng hôm đó, cháu lại theo tôi lên dãy. Trong lúc tôi đang trông coi bò, thì các cháu vẫn đang chạy chơi gần đó. Khoảng 2 giờ chiều, tôi lại không thấy các cháu đâu nên vội vàng tìm kiếm. Khi đến hồ nước gần đó thì phát hiện sự việc đau lòng. Tôi hô hoán người dân đến giúp, nhưng cả ba cháu đều đã tử vong do đuối nước. Giờ đây tôi mất con rồi. Lau những giọt nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, chị Siêu Hát Bờ lành mẹ cháu Siêu Y êm, làng canh săn, xã Ia Le cho hay. Hàng ngày chồng tôi đi làm cỏ thuê, còn tôi thì đi chăn bò thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi nghe tin chạy đến nơi thì thấy con mình và hai cháu nhỏ nữa nằm bất động trên bờ rồi. Tôi đau xót vô cùng. Đã có nhiều câu chuyện buồn liên quan đến tai nạn đuối nước, thế nhưng nỗi đau vẫn lặp lại để hạn chế các vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra các địa phương hãy lập tức thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ em để không còn nỗi buồn nào lặp lại như vụ việc thương tâm trên Mới đây qua giả soát, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định hơn 400 tổ chức cá nhân nghi vấn hoạt động tín dụng đen. Cụ thể phát hiện 37 công ty tài chính, 53 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 3 công ty luật, 9 công ty mua bán nợ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, thu hồi nợ trái pháp luật. 300 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen, trong đó có 98 đối tượng có tiền án tiền sự, vô cùng nguy hiểm. Các đối tượng có chút số má trong giới giang hồ thì cho vay biến tướng với hình thức chơi hụi, họ, điêu, phường, hoạt động ở các khu chợ búa bến xe, nơi thu hút đông đảo tiểu thương, lao động thời vụ và cả những kẻ đá cá lăn dừa. Khi đã hốt hụi, người chơi phải đóng hụi chết với mức tranh lệch cao dẫn đến tình trạng phạm tội trộm cướp buôn bán ma túy để kiếm tiền đóng hụi thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng đăng ký thành lập công ty tài chính mua bán nợ công ty luật để kết nối hợp tác với ngân hàng công ty tài chính mua lại các khoản nợ xấu nợ khó đòi hình thức ký kết hợp đồng pháp lý sau đó tiến hành các hoạt động đòi nợ cho thuê số lượng lớn nhân viên không cần trình độ cao chỉ cần thạo máy tính điện thoại thông minh và chịu khó đòi nợ là được để cưỡng đoạt tài sản người vay, các đối tượng thường các ghép hình ảnh nhằm bôi nhọ nạn nhân và người thân, đồng nghiệp của nạn nhân trên mạng xã hội để gây áp lực đòi nợ. Cũng theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau khi kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm hoạt động, thì số lượng nhân viên của các công ty này đầu quân cho một số doanh nghiệp hoạt động núp bóng các công ty bảo vệ, tư vấn luật, mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ, nếu như trước đây, các đối tượng đòi nợ sử dụng vũ lực trực tiếp đến nhà đe dọa con nợ, thì nay chúng giấu mặt đòi nợ bằng cách ném chất bẩn vào nơi ở, nơi làm việc của con nợ và quấy rối, khủng bố, đe dọa bằng sim giác và tài khoản ảo mạng xã hội. Để phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen, trong thời gian tới đây, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ giả soát, quản lý các công ty tài chính tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại, đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý đối tượng, địa bàn, nhằm hạn chế, ngăn chặn có hiệu quả tín dụng đen. Đặc biệt, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp quản lý ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu nhập, sử dụng phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác để tiếp tay cho hoạt động tín dụng đen. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính cần mở rộng đa dạng các loại hình cho vay tiêu dùng, đơn giản hóa thủ tục cho vay để người có thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận kênh tín dụng chính thức. Bộ Công an vừa đăng tải trên cổng thông tin đấu giá trực tuyến hơn 153.000 biển số ô tô ở 63 tỉnh, trong đó có nhiều biển số ngũ quý, biển số siêu đẹp. Các biển số ô tô được phân bổ ở chủng loại xe con, xe khách, xe tải và xe tải van. Đây là danh sách biển số ô tô đầu tiên được đưa ra đấu giá lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Theo quy định, giá khởi điểm của một số biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng thống nhất trong cả nước, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá, mức giá là 5 triệu đồng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, ngày 23 tháng 7 xảy ra một vụ sập mái sân vận động tại trường trung học số 34 ở thành phố Tây Tây Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc, khiến ít nhất 10 học sinh bị mắc kẹt. Hiện tại cơ quan chức năng nước này đang có 39 xe cứu hỏa và 159 nhân viên cứu hộ đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Mái của nhà thi đấu tại trường trung học số 34 ở Quy Quy Ha, tỉnh Hắc Long Giang đã bị sập vào chiều Chủ nhật. Hình ảnh về vụ việc cho thấy các bức tường của công trình này cũng bị hư hại. Các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã được thông báo về vụ sập nhà lúc 2 giờ 56 phút chiều Chủ nhật và gửi 39 xe cứu hỏa cùng 159 nhân viên cứu hộ đến hiện trường. Các dịch vụ y tế và an ninh công cộng cũng sớm có mặt. Tại hiện trường, có 19 người tại sân vận động, rộng khoảng 1.200m2 lúc vụ tai nạn xảy ra. Chủ sở tìm kiếm và cứu hộ thành phố Tê Tê Cáp Nhĩ cho biết 4 người tự thoát ra ngoài và 15 người bị mắc kẹt. Tính đến 3 giờ sáng, theo giờ địa phương, ngày 24 tháng 7, 13 người đã được giải cứu, trong đó có 3 người được kéo ra ngoài mà không có dấu hiệu sinh tồn và thêm 6 người đã chết trong lúc đang điều trị. Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành. Theo điều tra sơ bộ, các công nhân xây dựng đã đặt đá chân châu, loại đá có khả năng hút nước lên mái sân vận động trong quá trình họ xây dựng tòa nhà giảng dạy kế bên. Dưới ảnh hưởng nước mưa, đá chân châu đã hút nước, tăng trọng lượng và dẫn đến sập mái nhà. Những người phụ trách công ty xây dựng hiện đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra thêm. Quy Quy Hà, thành phố lớn thứ hai thuộc tỉnh Hắc Long Giang với dân số 5 triệu người, đã báo cáo mưa lớn vào Chủ nhật với lượng mưa khoảng 30mm ở các khu vực trung tâm thành phố. Như thường lệ, cuối chương trình sẽ là phần dự báo thời tiết ngày 25 tháng 7. Theo thông tin dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, Hà Nội tiếp tục duy trì nắng nóng, Đà Nẵng, ngày nắng, chiều, đôi lúc có mưa vài nơi, riêng thành phố Hồ Chí Minh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 25 tháng 7, khu vực Hà Nội có mây, trời nắng nóng, thỉnh thoảng có mưa rông về chiều, mà ngày sáng và chiều 25 tháng 7, thời tiết thành phố Hà Nội có mây, trời nắng nóng, đôi lúc xuất hiện mưa rông rải rác vào buổi chiều. Nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 37 độ, tăng 2 đến 3 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 60 đến 72%, mật độ mây từ 71 đến 69%. Hướng gió Nam Đông Nam đến Đông Nam đã vận tốc từ 11 đến 13 km một giờ, gió giật mạnh với vận tốc 22 đến 28 km một giờ. Trong ngày 25 tháng 7, các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức rất cao, xảy ra chủ yếu trong khoảng từ 10 giờ đến 14 giờ. Về ban đêm, tối và đêm 25 tháng 7, thời tiết Hà Nội phổ biến ít mây không mưa, nhiệt độ dao động khoảng 27 đến 28 độ, độ ẩm trung bình phổ biến từ 79 đến 87%, mật độ mây từ 81 đến 90%. Hướng gió Nam Đông Nam đến Đông Nam đã vận tốc 9 đến 13 km một giờ, gió giật mạnh với vận tốc từ 15 đến 24 km một giờ. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, khu vực này nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ban ngày, sáng và chiều ngày 25 tháng 7, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh nhiệt độ giao động trong khoảng từ 29 đến 30 độ, giảm nhẹ 1 độ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 80 đến 84%, mật độ mây 98%. Hướng gió tây tây nam đến tây, vận tốc 13 đến 15 km/h. Gió giật mạnh vận tốc từ 33 đến 35 km/h. Ngày 25 tháng 7, các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt mức 3 đến 4, ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình cho sức khỏe. Về ban đêm. Tối và đêm ngày 25 tháng 7, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào rải rác có rông, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng 25 đến 26 độ, độ ẩm trung bình phổ biến từ 89 đến 94%, mật độ mây là từ 87 đến 93%. Hướng gió tây tây nam đa vận tốc 7 đến 9 km/h, gió giật mạnh vận tốc 19 đến 24 km/h. Có mây trời ngày nắng, chiều có mưa rào và rông vài nơi. Ban ngày, sáng và chiều ngày 25 tháng 7, thời tiết thành phố Đà Nẵng có mây và nắng, riêng chiều có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ nằm trong khoảng từ 33 đến 34 độ, tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 66 đến 69%, mật độ mây từ 25 đến 33%. Hướng gió đông đến đông đông bắc, đã vận tốc 7 đến 13 km/h, gió giật mạnh với vận tốc từ 28 đến 35 km/h. Vào ngày 25 tháng 7, các khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đều có chỉ số UV ở mức cao đến rất cao trong khoảng 7 đến 9. Ban đêm, tối và đêm ngày 25 tháng 7, thời tiết Đà Nẵng tiếp tục duy trì trạng thái có mây không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình phổ biến từ 84 đến 92%, mật độ mây từ 14 đến 25%. Hướng gió nam đến tây tây nam đạt vận tốc 6 đến 7 km/h, gió giật mạnh với vận tốc từ 13 đến 19 km/h. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 24 đến 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, từ ngày 26 tháng 7 nắng nóng mở rộng khu vực Trung Bộ. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.